Ngay sau đây mời quý vị và các bạn cùng đến với Hội chợ triển lãm quốc tế chuyên ngành y dược Việt Nam lần thứ 25 năm 2018. Triển lãm quốc tế chuyên ngành y dược Việt Nam lần thứ 25 với chủ đề Tăng cường y tế cơ sở, hướng tới bao phủ sức khỏe toàn dân do Bộ Y tế tổ chức tại Cung Văn hóa Hữu nghị Hà Nội đã thu hút 430 đơn vị doanh nghiệp đến từ 30 quốc gia, vùng lãnh thổ tham gia, mang đến cơ hội để các doanh nghiệp quảng bá sản phẩm, nhất là các doanh nghiệp khởi nghiệp, giúp tăng cường trao đổi kinh nghiệm, nắm bắt cơ hội đầu tư, mở rộng thị trường, liên doanh liên kết, chuyển giao công nghệ nhằm nâng cao hiệu quả trong sản xuất kinh doanh. Bên em thì chủ yếu là dòng sản phẩm về đông y và chế từ thảo dược nên nó an toàn. Khi mà bên em tổ chức ngoài đây á thì cũng mong muốn thứ nhất là được đo khám nồng độ hơi thở miễn phí cho khách hàng cũ và mới đang sử dụng cái sản phẩm thuốc bên nhà em. Cái thứ hai là để mở rộng hơn để khách hàng biết đến nhiều hơn. Cái thứ ba là cũng tìm đến khách hàng mà những người mà muốn làm đại lý nhà phân phối ở bên nhà thuốc bên em. Thì dân số Việt Nam hiện nay có khoảng gần 95 triệu người. Thì cái nhu cầu về thuốc dược phẩm, mỹ phẩm rồi trang thiết bị rất lớn, do đó là các cái tập đoàn lớn, các cái công ty lớn của các quốc gia cũng như trong nước cũng rất là quan tâm để giới thiệu các cái sản phẩm, các cái thiết bị mới được đưa vào sử dụng với mục đích cuối cùng là để phục vụ công tác bảo vệ chăm sóc sức khỏe nhân dân. Trong khuôn khổ triển lãm còn diễn ra các hoạt động chuyên môn, hội thảo, tư vấn hỏi đáp và tuyên truyền phổ biến kiến thức chăm sóc sức khỏe cộng đồng, chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em.